Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh yếu đi, mưa thì ít, nên đêm qua nền nhiệt miền Bắc cũng tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Ngoài trời lúc này ở vùng núi, nhiệt độ đã tăng cao lên được ở mức từ 11 đến 12 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đang là từ 14 đến 15 độ. Trời rét nhưng so với ngày hôm qua thì cũng đã ấm lên nhiều. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu đi thêm, trong khi vùng áp thấp phía Tây thì sẽ phát triển nhanh, vì thế nền nhiệt miền Bắc cũng ấm lên rõ. Với khu vực là Lai Châu và Điện Biên, trời nắng từ sớm, nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên ở mức từ 27 đến 29 độ. Tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Sơn La, sau 10 giờ trời có nắng, mức nhiệt ngày hôm nay tăng cao lên ngưỡng từ 25 tới 26 độ. Còn với các tỉnh thành phố của khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau buổi sáng mây nhiều, trưa và chiều nay trời cũng hửng nắng nhẹ, nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên ở mức 18 đến 20 độ. Chỉ riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định, ngày hôm nay trời chưa có nắng, mây nhiều nên nhiệt độ còn thấp từ 16 đến 18 độ. Với mức nhiệt này thì cơ bản miền Bắc trong ngày hôm nay cũng đã chấm dứt tình trạng rét đậm rét hại. Khối khí lạnh yếu đi, đêm qua miền Trung mưa cũng giảm hẳn. Lúc này dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi còn duy trì tình trạng mây nhiều, nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Thời tiết đáng lưu ý là hiện tượng sương mù nhẹ vẫn đang xuất hiện nhiều nơi ở các khu vực này, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Tuy nhiên, với sự suy yếu của khối không khí lạnh cùng với quá trình phát triển và mở rộng nhanh của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, thì thời tiết miền Trung ngày hôm nay cũng chuyển biến nhanh. Trưa và chiều nay, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời sẽ chuyển nắng, nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức từ 23 đến 27 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng sớm và mạnh, mức nhiệt cao từ 29 đến 32 độ. Ngày Chủ nhật với Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là tình trạng ít mây, nắng mạnh từ sớm, nên ngày hôm nay vẫn là một ngày nhiệt cao ở cả hai khu vực này, với mức nhiệt ở Tây Nguyên từ 31 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ thì nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, với mức nhiệt từ 35 tới 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt. Tại miền Tây nhiệt độ từ 33 tới 35 độ, trời nóng cục bộ. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Đông Nam ở mức cấp 3, cấp 4. Tại khu vực huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc còn mạnh cấp 5 và không có mưa dông, thời tiết tốt. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.